ra hồi cục lâm thao cao mãi quê nhà. Anh Ninh chắc dáng cũng thỉnh mời chúa bà để ra hồi cùng vâng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ tiên chúa thác bờ rực rỡ càn khôn. Thanh gia hồi cùng năm miếu năm phương rõ ràng ngũ dinh bản cảnh cung thỉnh mời chúa bà năm phương. Phải biệt bảo nhau trên dốc nghi lòng theo Phật thành dưới con nghe theo đồng nghi thành. Sinh sao đôi bên lòng hồ đua vào đôi bên lòng hồ sầu vàng có cây cổ thụ xanh tươi sườm mờ xa đang giữa lúc canh ba giờ tí hiện ra người minh nữ thần tiên đội nón râu áo trắng hài phương lại về gọi phụ xe chờ cho tiền giấy ai thấy chúa về tay lấy miệng vang còn lệnh chúa thương những kẻ cơ hàng. Thank you.
xuân nghi nhang lê mống ba tòa, thiếu thiếu nhã nhạc hát khúc ca vang lừng. Về đồng tiền cung tuần nhang ý à. Bài sai đô chiều đồ cung, đăng ngân đang ai vốn dòng sơn trang. Tính tàng tình bằng trúc mi băng giang, bằng chân bằng nứa cơm nam trà vàng. Bằng chân bằng nứa cơm nam trà vàng. Đêm đêm đốt đuốc đi rừng, sang nghe tiếng hú thú rừng gọi nhau. Khăn đi chạm nón cõi quả cầu ý à. Mùa xuân sắc nghi tốt tươi dương già, lên sen ngàn năm quả nhiều hoa. Soi cho quốc phú dân cường, soi cho Nam Việt bốn phương thái hòa. Song đăng chúa bà sáng tỏ gần xa, soi cho đất nước nhà nhà thêm xuân. Anh đuốc tiên sáng tỏ xa gần ý à. Tài xu mới ban ra, quân phương hội họp đề đã tháng ngày. Ban cho tiền tốt lúa dày, bổng lộc so lắm về đây càng nhiều. Chúa ban cho giải nhất xa kiều ý à. Ban cho giải nhất sang nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng đòn nhà khói phục thờ, 30 mùng 1 người tư hôm rằm. 30 mùng 1 hôm rằm 14 xả tiền bằng gì, thấy chúa về tay lạy miệng ban lạy chúa thương nghe những kẻ cơ hàn. Chúa thương những kẻ cơ hà, biết
đi xa cho lộc nên lại nhiều hướng xưa. Vút miên đi về nơi ban cảnh, sai tiên nàng nổ nức dâng hoa riêng ngài ngạo bạc rú bà. Thanh Giang